thuộc hạ Bạch Diệu Thủ, thuộc hạ Tiết Vạn Nhạc, tham kiến Chiến Long Vương. Sấm sét vang lên trong đầu hai Miêu gia, Triệu gia hai nhà. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Tứ Đại Quân Vương lại tụ tập ở Miêu gia, đáng sợ hơn là họ thậm chí còn chào đứa con bị bỏ rơi của Miêu gia. Được rồi, đứng dậy đi, hai người không ở lại địa bàn của mình cho thật tốt. Đến để làm gì? Chúng tôi đến thăm bà mẫu. Đúng đúng đúng, đến thăm bà mẫu. Hai người nghĩ tôi tin không? Quên đi, nếu đã đến rồi vậy thì làm gì đó đi, giúp tôi mời chú họ ở cửa vào đi. Vâng, rất nhanh. Miêu Văn Bắc sớm bị dọa chết lặng, đã bị hai người mang vào, có thể để hai quân vương chúng tôi đến mời ngươi, ngươi cũng coi như có mặt mũi rồi. Ninh Loạn. Vâng. Thập Tam, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Nhị gia gia đại thọ 70, tôi tự nhiên muốn thay mặt bố mẹ Miêu gia tặng ông một món quà lớn. Ngươi đừng làm loạn, chuyện năm đó đều là chủ ý của một mình ta. Ngươi muốn trả thù, đến tìm ta, muốn chém muốn giết, ta tuyệt không có nửa câu oán hận. Miêu Thập Tam thực sự không để ý đến ông ta, trực tiếp mở lòng bàn tay, Lạc Trường Phong lập tức cung kính đưa lên chiến đao vô phong. Thanh đao này, nó được làm từ sắt ở núi tuyết lớn Bắc Kinh hàng ngàn năm, ngàn cân sắt nguội, rèn liên tục trong hàng trăm ngày, rèn thành thanh đao này. Thanh đao này từng uống máu của hàng triệu kẻ thù ở Bắc Kinh, nhưng đáng tiếc là chưa từng dính qua nửa giọt máu của người ta hạng nhất. Nghe tiếng Miêu Thập Tam lẩm bẩm, Miêu Đông Lai lập tức sắc mặt hoàn toàn mất màu. Hắn hoàn toàn không ngờ tới tên khốn nhỏ trước mặt hắn bây giờ đã trở thành một con hồ của thế giới. Vân Lan, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của một mình Miêu Đông Lai ta, cậu xin cô để Miêu Thập Tam dừng lại. Tôi Miêu Đông Lai sẵn sàng gánh vác trách nhiệm. Chị dâu, tôi sai rồi, cầu xin chị, vì mọi người đều là thành viên Miêu gia, nói hộ chúng tôi đi. Trong nháy mắt, Đông Lạc quỳ xuống, lời cầu xin sống sót vang lên khắp hội trường. Bản tính tốt bụng biết Vân Lan thấy vậy trong lòng mềm lòng, nhưng nghĩ đến cái chết của chồng và bố chồng, cuối cùng vẫn chọn sự im lặng. Nhị gia gia, hôm nay tôi sẽ tặng ông một món quà lớn với thanh đao này. Ông có thể cất đi rồi. Văn Tùng, Văn Bác, con trai tôi, phần đại lễ này nhị gia gia có hài lòng không? Miêu Đông Lai lập tức vẻ mặt biểu lộ sự điên cuồng lên. Ta hối hận, tại sao lúc đầu phải nghe lời người phụ nữ hôi hám, để lại Tích Vân Lan và Miêu Khiêm hai mạng chó này. Miêu Thập Tam, nếu có kiếp sau, ta sẽ giết cả nhà ngươi. Nói xong hắn liền rút ra một con dao chuẩn bị tự xử, nhưng lại bị Ninh Loạn búng tay và bay ra ngoài. Chiến Lang Vương không cho người chết, người sao có thể chết? Một cảnh hống hách như vậy, một lần nữa làm cho trái tim của mọi người run rẩy. Tên khốn kiếp, ngươi có gan thì giết ta đi. Ta không giết ngươi, ta luôn ăn oán phân minh. Ngươi nợ ta hai mạng sống của Miêu gia, ta đã lấy lại rồi. Ngươi để mẹ ta và Miêu Khiêm sống, ta cũng để ngươi sống. Nhưng chiến đao vô phòng vẫn chưa uống máu của ngươi, thực sự không thỏa. Lời nói vừa dứt, hắn mang trở lại, chân của Miêu Đông Lai bị gãy đến đầu gối, lập tức phát ra một trận lợn bị giết kêu khóc, cuối cùng còn sống đau đớn ngất đi. Trường Phong, có thuộc hạ. Sau khi đưa Miêu Đông Lai đến bác sĩ, nhốt ông ta vào nơi ông ta giam giữ mẹ tôi. Nếu hắn tự sát, ta hỏi tội cậu. Ngoài ra, tất cả người Miêu gia, bao gồm viện sĩ, đều gửi đến Bắc Kinh. Còn những tử sĩ của Miêu gia này thì sao? Đã là tử sĩ, vậy thì giúp họ. Vâng. Lúc Lạc Trường Phong chuẩn bị động thủ, Ninh Loạn nhưng tràn đầy hứng thú đi qua. Để tôi đến, cậu biết đấy, tôi rất hứng thú với chuyện này. Lạc Trường Phong cảm thấy ớn lạnh, lập tức rút lui. Chờ chúng ta đi rồi mới động thủ. Lúc này, Miêu Thập Tam lại đi về phía Triệu Đức Dung, nghe nói người rất thích âm hôn. Triệu Đức Dung run rẩy không ngừng, đã sợ đến mức không thể nói được. Trường Phong, tìm một bà già cô đơn, kết hợp chúng cho âm hôn. Thập Tam, không cần. Mẹ, mẹ đã quên cách hắn ta đối xử với em gái mình sao? Nếu không phải con về đúng lúc, mẹ nên biết em gái mình sẽ khổ thế nào. Giết người không quá đâu, hắn là xuất sinh, chúng ta không phải. Miêu Thập Tam trầm mặc một lát, hơi thở dài. Trong ngươi 3 ngày để chuẩn bị. Ngoài ra, Triệu gia trên dưới, ta sẽ kiểm tra đến cùng, phát hiện bất cứ vi phạm nào đều không lưu tình. Nghe thấy vậy, đám người Triệu gia lập tức mặt đầy cho tàn. Họ đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa, chỉ có bản thân họ biết rõ nhất. Mẹ, đi thôi, chúng ta đi thờ ông nội và bố. Chờ cho đến khi Miêu Thập Tam rời đi, Ninh Loạn dùng thủ đoạn cực kỳ tàn ác để thu hoạch bọn tử sĩ. Nhìn thấy cảnh này, ba vị quân vương còn lại đều cảm thấy ớn lạnh. Ngươi đồ con mẹ nó sở thích bệnh hoạn, tôi sẽ đi trước. Tôi cũng không chịu nổi nữa. Không được, mẹ nó tôi cũng không chịu nổi nữa. Nhìn ba người chạy trốn, Ninh Loạn lúc này ngửa mặt cười. Một đám vô dụng. Ngay khi Ninh Loạn bị cuốn đi, giọng nói của Bạch Diệu Thủ lại truyền đến. Người tốt nhất nhanh lên, lão đại đang đi bái phòng bố và ông nội. Ngươi cái đồ ngốc, sao ngươi không nói sớm? Năm đó tôi nhặt xác cho họ, sợ bị người nhà họ Miêu biết, làm phiền sự bình yên của họ, cho nên không dám dựng bài vị cho họ. Các người đừng trách tôi. Chú Thẩm, chú đừng nói vậy. Chú không để họ chết nơi hoang dã. Mẹ con chúng tôi đã rất cảm ơn chú rồi. Chú luôn tốt với gia đình chúng tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Không nói những thứ này. Lão Miêu, Văn Đào, Thập Tam mẹ con họ đến thăm các người rồi. Thập Tam bây giờ đã thành người, nó cũng báo thù cho các người. Các người có thể yên nghỉ rồi. Lời nói dứt, Ninh Loạn lấy lễ vật lên. Bố, ông nội, Thập Tam đến gặp các người. Một tiếng kêu buồn, nước mắt lăn xuống. Tứ đại quân vương phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống. Bầu không khí buồn bã không ngừng lan rộng. Thập Tam, cậu bây giờ cũng coi như là quang tông diệu tổ. Cậu có muốn đem mộ của họ chuyển đến một nơi có phong thủy tốt hơn, xây hai ngôi mộ lớn cho họ. Bây giờ họ đã được chôn cất, chúng ta đừng làm phiền họ nữa. Sửa chữa một chút hai ngôi mộ này, lại đặt bia mộ cho họ là được rồi. Con trai, mọi thứ đều tùy thuộc vào con. Ngay lúc này, một đám người vừa nói vừa cười đi về phía này. Trường Phong, đi hỏi họ, đến đây làm gì? Vâng. Người đến dừng lại, các người là ai? Đến đây làm cái gì?
Anh hỏi chúng tôi làm gì? Ta còn muốn hỏi các ngươi làm nghề gì? Tôi nói với các ngươi, xung quanh núi Thất Lý đều được nghiêm tổng chúng tôi mua. Chúng tôi sẽ xây dựng một trang trại lợn lớn ở đây. Tốt nhất các ngươi đừng phá hoại ở đây, nếu không sẽ không có củ ngon cho các ngươi ăn. Xây dựng trang trại heo. Mau cút ngay, ai dám động đất này, ta diệt hắn. Cái quái gì vậy? Bố và ông nội của Chiến Lang Vương đều được chôn cất ở đây, để không làm phiền sự bình yên của họ. Thậm chí không muốn dẫn mộ, đám người này lại muốn xây một trang trại lợn ở đây. Nghe được lời của Lạc Trường Phong, đám đông lập tức sửng sốt. Tiêu diệt chúng tôi, sợ là người uống nhầm thuốc rồi. Nghiêm tổng chúng ta một ngón tay là có thể bóp chết người. Nhanh chóng cút đi, đừng trì hoãn chúng tôi quy hoạch đất đai nữa. Tìm chết. Dừng tay. Nghiêm tổng là ai? Chính là tôi. Bất quản ngươi trả bao nhiêu tiền cho mảnh đất này, tôi sẽ trả gấp đôi để mua mảnh đất này. Mộ của bố và ông tôi ở đây, tôi không muốn ai làm phiền họ. Giá gấp đôi, chàng trai trẻ, cậu có biết tôi tốn bao nhiêu tiền cho mảnh đất này không? Mở miệng liền trả gấp đôi giá, cậu có đủ khả năng không? Nếu tôi đã nói rồi, tự nhiên tôi có thể trả được số tiền này. Để tôi nói cho anh biết, mảnh đất này nghiêm tổng tốn 100 triệu để lấy xuống, giống như cậu, đừng nói 200 triệu nữa, 2 triệu sợ là cũng không lấy được. Nhanh cút đi, đừng làm chậm trễ thời gian của chúng ta ở đây. Tứ đại quân vương sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng bị Miêu Thập Tam giơ tay chặn lại. Tài khoản đưa tôi. Thư ký Dương, đưa số tài khoản của công ty cho anh ta. Tôi muốn xem, hắn thật sự có thể lấy ra 200 triệu không? Nghiêm tổng, ông cùng bọn họ lãng phí thời gian gì? Thư ký Dương miễn cưỡng nói số tài khoản ra. Miêu Thập Tam lập tức bảo người chuyển tiền. Chưa đầy một phút, tin chuyển tiền đã được gửi đến. Nghiêm tổng và thư ký Dương càng không thể tin được, mắt mở to. Còn vấn đề nào không? Nếu không có vấn đề thì các người có thể đi. Lát nữa sẽ có người tìm các người ký hợp đồng chuyển nhượng đất đai. Đây là cơ hội để làm giàu. Đương nhiên còn có vấn đề. Nói. Khi nào thì đồng ý lấy giá 200 triệu chuyển nhượng mảnh đất này cho ngươi? 200 triệu này chỉ để xác minh vốn. Nếu ngươi muốn mảnh đất này, có thể một giá 500 triệu. Ngươi nghĩ ta là cừu béo, ngươi trẻ, không thể nói như vậy. 200 triệu là giá ngươi tự ra, tôi không đồng ý. Tôi vẫn là câu nói đó, một giá 500 triệu. Nếu ngươi không đồng ý, vậy thì tôi chỉ có thể xây dựng một trang trại lợn ở đây. Đến lúc đó, ngôi mộ này của nhà ngươi sợ là không giữ được nữa. Nghe thấy vậy, Ninh Loạn cười tê tét. Ngươi động một cái thử xem, ta không ngại lấy thêm vài cái đầu làm vật hiến tế. Nhìn mái tóc trắng rối bù của Ninh Loạn, thư ký Dương lập tức vẻ mặt ghét bỏ. Gà mắt ở đâu ra vậy? Ở đây có phần nói chuyện của ngươi không? Nhiều người trên mặt đồng thời co giật, lập tức cười ha ha. Ma Vương Ninh Loạn bị nói là gà mắt. Bầu không khí vốn căng thẳng đột nhiên trở nên vô cùng vui vẻ. Lão Ninh, sau này cậu có biệt danh mới rồi. Nữ nhân chết tiệt, tin hay không lão tử sẽ khâu cái miệng hỏng của ngươi lại. Thư ký Dương đột nhiên ôm lấy cánh tay của Nghiêm Quân Thắng. Nghiêm tổng, hắn gọi tôi là nữ nhân chết tiệt, hắn sẽ trả giá cho câu nói đó. Vì người của cậu đã xúc phạm thư ký của tôi, tôi đổi ý rồi, 200 triệu đó coi như là bồi thường tổn thất tinh thần cho thư ký của tôi. Muốn mảnh đất này, còn phải lấy thêm 500 triệu nữa. Tứ đại quân vương đều là sửng sốt, họ đều giơ ngón tay lên đồng tình với Nghiêm Quân Thắng. Dám đòi tiền Chiến Lang Vương, đây chắc chắn là người đầu tiên từ trước đến nay. Miêu Thập Tam cười cười, được, 200 triệu đó sẽ là phí tổn thất tinh thần cho thư ký của ngươi. Cậu thật sự đồng ý? Tôi luôn nói 102. Chàng trai trẻ thật thông minh, vì cậu chân thành như vậy, tôi sẽ không làm khó các người nữa. Nơi nào mát mẻ thì đến chỗ đó, đừng trì hoãn công việc của chúng tôi. Trường Phong, trong bán kính 5 km của núi Thất Lý được coi là khu bảo tồn. Vâng, Lạc Trường Phong lập tức lùi sang một bên gọi điện thoại. Mà Nghiêm Quân Thắng đám người nghe được lời này đầu tiên là sửng sốt, rồi cười ha ha. Còn là khu được bảo vệ, cậu nghĩ cậu là lãnh đạo của Giang Bắc? Khuê Khoang cũng không soạn thảo, cũng không đi tiểu để soi gương. Ngươi như vậy, cũng dám giả làm lãnh đạo ở đây? Ninh Loạn, tổn thất tinh thần của cậu, tự mình lấy. Đồ thi kho tàu, con mẹ ngươi phát tài rồi. Thức ăn trong năm tới của tôi trông cậy vào cậu rồi. Người xem có phần, tặng tôi một cân đại hồng bào của Kiến Nam là được. Cút đi, hai người thật vô đạo đức. Phí tổn thất tinh thần của lão tử vẫn chưa đến tay, hai người đã nghĩ đến nó rồi. Nói xong hắn lại bất cần đi đến trước mặt mấy người. Bồi thường cho tôi 1 tỷ tiền tổn thất tinh thần, nếu không, lão tử sẽ bằm các người thành thịt. 1 tỷ, mở miệng thật lớn. Muốn lừa gạt tôi, cậu sợ là bị điên rồi. Bây giờ nhanh cút đi. Ngay lúc này, Lạc Trường Phong làm việc xong đi tới. Tôi khuyên anh nên bồi thường theo yêu cầu của anh ta. Dám mắng Bạch Hổ Quân Vương Ninh Loạn là gà mắt. Chỉ để các ngươi bồi thường 1 tỷ tiền tổn thất tinh thần. Các ngươi may mắn rồi. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.